À, xin chào tất cả mọi người. Sáng nay mình giới thiệu đến các bạn một cái loại lan tương đối là lạ mắt. Nếu mà anh em nào muốn sưu tầm trồng trong vườn nhà thì đây là cơ hội tốt để các bạn mua. Tại vì mình không có nhiều, mình chỉ có được 8 suất thôi. 8 suất mình có để trên bàn này và mình sẽ giới thiệu cụ thể cho các bạn. Các bạn nhìn vào cái loại lan này thì thấy nó hơi gớm ghiếc. Nhưng mà nó mang một cái tên cũng phù hợp với cái đặc điểm của nó luôn. Tức là thằng này là hoàng thảo lông trắng. Đó, các bạn thấy có thể xung quanh thân nó có rất nhiều cái lông. Thì những cái lá như thế này các bạn, nó đang các cái đầu mầm tơ này nó đã tròn này, tức là nó đã thắt ngọn và chúng ta bóp vào có cảm giác rất là cứng. Đó. Thì trong vài ngày tới các cái lá này nó sẽ vàng và rụng đi. Đó, nó sẽ rụng như thế này. Và cái quá trình này sẽ rụng rất là nhanh nếu mà bỏ trong hộp giấy gửi đến các bạn. Và khi các bạn nhận về, các bạn chỉ việc rũ đi. Rũ đi cho nó rụng hết các cái lá vàng. Đó. Thì các bạn sẽ còn lại các cái thân tơ. Và các cái thân tơ này thì các bạn sẽ tỉa bớt rễ và các bạn ghép. Thì hoàng thảo lông trắng cũng khá là dễ sống. Đó. Một cái loại lan khá là dễ sống và hoa của nó là cho cái màu vàng đẹp và khá là lâu tàn các bạn. Đó. Bông của nó là khá là lâu tàn. Thì trong đây mình chỉ có mấy phần thôi. Thì giá bán ở một một bó như thế này á, là 200.000. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây các bạn. Đây các bạn có thể quan sát kỹ hơn đây. Đó. Như cái đây là cây da nha các bạn. Đây các bạn ghép này. Đấy, về các bạn cũng ghép bình thường thôi, ghép bình thường lên ghép lên cái giá thể gỗ nha các bạn. Đó. Hoặc các bạn trồng lên chậu cũng được. Tùy tùy sở thích mọi người. Đó. Các bạn nhìn thì nó vàng vàng như thế này nhưng mà các bạn đừng có quan tâm đến cái việc lá, tại vì lá mùa này là cây nó đã thắt ngọn này, các bạn thấy không? Các cái đầu ngọn nó đã tròn hết rồi này. Đó. Và chúng ta bóp vào cái thân nó có cảm giác rất là cứng. Thì có nghĩa là cây nó đã già rồi, cho nên các bạn yên tâm trồng. Người ta có 8 suất, anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề nha và bọn mình sẽ ship. Rồi, chào tất cả mọi người.